Thầy chỉ toàn sai thôi. Đâm ra người dân người ta cũng mất lòng tin vào thầy rồi. Em đi lên xe trên này mà tí nữa nó tan sự. Ôi, xuống cái dòng nước này bây giờ nó tanh thế nhỉ. Hôm qua hay là ở dưới hạ nguồn này nó tanh như thế. Đằng trên kia nó không có mùi mấy đâu. Ôi, đi xuống dưới này nó sâu và nó tanh lắm. Ma ơi. Quên rồi, không đeo khẩu trang đi. Ủa ghê. Ở công an nó không đuổi đâu. Đừng nói công an đuổi. Nhưng hôm nay không có sóng. Cứ đổ lỗi cho công an làm gì. Công an không đuổi đâu. Nghĩ xấu về người khác, tội người ta. Hôm nay nó không có sóng nha. Đấy, mình nói đúng là nó không có sóng. Mất điện. Mất điện từ 4 giờ sáng hôm nay. Thế là nó không có sóng. Không có sóng thì nó không có mạng. Đó, nó là như thế đấy. Đó, đây này, nhà văn hóa ngay cạnh đây này. Mày thấy chưa? Đây là nhà văn hóa đây. Đây là khu vực đang tìm kiếm này. Đợi tí nữa nó ánh điện nó lên. Ánh mặt trời nó lên là nó có sóng ấy mà. Trời quang lên thì nó lại nhìn thấy đang tìm kiếm cái kìa. Có hai máy xúc đang làm thôi. Còn mấy ông kia thì chẳng là do điện thoại nó không có sóng thì các ông cứ đổ tại nọ tại kia thôi chứ. Thế đây điện thoại em vẫn có sóng, em vẫn like bình thường đây. Chứ người ta không đuổi đâu. Đừng có đổ lỗi cho người ta là đuổi, mang tội người ta ra. Nước bây giờ tanh thế nhỉ. Má ơi cái nước này. Nó kiểu bao nhiêu ngôi nhà thì nó bấy nhiêu con động vật ấy. Trâu bò lợn gà này, chó mèo này, nó chôn vùi xong nó bây giờ nó rỉ nước ra cái dòng nước này, bây giờ nó khó chịu thật. Anh mang ủng không có ủng ấy, em đi bây giờ muốn mua ủng nó xa tít mù khơi ra, hơn 20 cây số mới có mua được ủng. Trong này nó là trong làng mạc mà, nó có đâu. Chân thì đau, nó uống kháng sinh rồi mà nó vẫn cứ bị đau. Nó kiểu như nước nó nước nó bẩn quá, nhiễm trùng. Đấy là em cũng ấy lắm rồi đấy. Cẩn thận lắm rồi, ngày nào cũng bôi sát trùng xong uống thuốc ấy. Còn 11 người nữa nha. Vẫn hôm nay vẫn đang tìm kiếm cái máy đây này, máy xúc đây này. Mọi người nó hơi mờ, tí nữa ánh tí nữa các mặt trời nó lên nó xua cái màn xương đi. Đây này, cái xương nó phủ kín như thế này mà. Mọi người nhìn xương như thế này mà. Nó đang phủ kín ở đây. Đâm ra là nó không nhìn thấy gì thôi. Chứ tí nữa nó tan xương đi lại thấy máy mới lại đào, người dân lại đang đi tìm kiếm cái kìa. Hôm nay với lại hôm nay bắt đầu kiểu người, mọi người ít rồi đây. Đâm ra là người dân người ta mời về đây kiểu như mời các thầy mo về đây làm lễ nhiều lắm, làm lễ gọi hồn các thứ. Đông lắm. Mấy hôm trước có đông người dân người ta đông người đến đây xem ấy, người ta không làm lễ gọi hồn. Nhưng đến hôm nay thì bắt đầu lại làm lễ gọi hồn rồi. Đông dã man. Vâng, tí nữa em phải ra ngoài kia em khám chân, khả năng em phải đi tiêm. Tại vì chân bắt đầu chảy nước rồi, kiểu này là bất ổn rồi. Chứ bây giờ không thể ấy được nữa, không chủ quan được nữa rồi. Cái chỗ chị Mít Thơm là cái chỗ mà người nhập hồn ấy hôm qua không ấy được đâu, không tìm được đâu nhá. Không có ấy đâu. Tìm nhưng không có đâu. Tại vì chị ở ngày nào ở trên này cũng có người nhập ấy. Có phải là một người đâu, nhiều người nhập lắm. Chứ tìm không có, tìm hết rồi không có đâu. Còn 11 người nữa nha, khám bác sĩ vâng. Nói chung chân em thì chắc là nhiễm trùng rồi. Thế nên là kệ nó, xong thì tiêm thôi chứ gần. À sáng nay gặp Thới. Sáng nay gặp Thới, Thới đi lại đi ra ngoài xã. Bảo Thới đâu đấy, Thới bảo em đi ra xã. Bảo không đi đám ma, bảo có em ra ngoài xã tí xong em đi vào đám ma. Hỏi Sới là thế có thích chơi mạng xã hội không? Có thích làm kênh TikTok không?
Thì để mình hướng dẫn làm một kênh TikTok và nói chuyện với mọi người cho đỡ buồn. Nhưng mà Thới bảo là thôi, Thới chưa làm. Nếu mà lúc nào Thới làm thì Thới nhờ. Đó, mình thì mình bảo Thới là làm cái kênh TikTok đi mà chơi xong thì lên đấy nói chuyện cho nó khuây khỏa này. Nhưng mà Thới không chơi. Mấy trong này có sóng đâu mà chơi. Vẫn có tìm kiếm nha. Vẫn đang tìm kiếm. Nay thì vẫn đang tìm kiếm thôi chứ cũng chưa có thông tin gì đâu. Chân mình bị ấy, bị giẫm vào, nó bị đứt dưới lòng bàn chân ấy, xong thế là quay ra mình cứ đi nước thì bẩn nhiều ngày ấy. Bây giờ là muốn nhiễm trùng. Đó. Nhiễm trùng rồi. Chảy nước và chảy mũ ra rồi. Chứ không phải là muốn nữa. Vâng, tí nữa em sẽ đi khám. Bộ đội thì rút rồi, bộ đội rút được 2-3 hôm rồi nha. Cái nước ở đây bắt đầu bây giờ nó có mùi tanh dã man. Em đứng ở cạnh dòng nước này, nó tanh dã man. Nó bắt đầu bây giờ các cái thi thể nó, thi thể của những con động vật ấy, nó phân hủy. Nó sẽ trôi dần theo dòng nước, nó không phải là rửa ngay được một lúc ấy. Ngày nào nó cũng sẽ rỉ dần ra ấy. Đâm ra là cái dòng nước này nó sẽ phải bị ô nhiễm khoảng tầm nọ. Em nghĩ là phải một vài tháng nó mới hết được cái dòng nước này. Mà đây là ở trên này nha, xong nó chảy xuống hạ nguồn kia. Lúc này nó lắng đọng, nó trong trong lại, người dân lại ra lấy nước về để làm cái nọ làm cái kia. Ôi, nghĩ đến cảnh đấy sợ. Vâng, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con nha, cho em, cho cháu nha. Và tí đây cháu ra, cháu sẽ ra kiểm tra chân. Đúng rồi, nước này ô nhiễm nặng lắm rồi. Nó có nhiều thứ tạp chất ở trong cái nước, nguồn nước này. Trong đó thì có cả các nạn nhân và có cả trâu bò, lợn gà, chó lợn ấy. Rồi thì các thể loại các thứ các kiểu. Đâm ra là nước này nó sẽ phải ô nhiễm rất lâu nữa. Bắt đầu bây giờ nó trong vòng 1-2 ngày tới ấy, là nó sẽ cái những cái tử thi bắt đầu nó mục ra. Cái da nó bục ra ấy. Hôm trước cái cô nọ da đã bục đầu dai lắm. 4 người kéo không đứt cơ mà. Không rách một tí người nào. Để cô ấy bị mắc vào cống, xong lại dây thép lại chèn vào người, thế là cố kéo ấy. Nhưng mà kéo 4 người con trai kéo không được ấy, không đứt tí nào. Nhưng mà để đến hôm nay chẳng hạn, để đến hôm nay hoặc ngày mai thôi là nó sẽ tự mục mà. Mà ngâm nước nó sẽ nhanh mục. Đến khi mà mục ra tất cả nó hòa quyện vào với nhau, nào thì người, nào thì trâu bò, các thứ, bắt đầu lúc đấy là mùi lắm. Khu này sau một vài hôm nữa là còn bệnh dịch ấy, vì là nó ô nhiễm mà. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Bạn muốn lên để bạn chỉ chỗ ấy mà em không làm nào nữa. Tìm thấy Xiaomi mi, họ có mần cửa đâu, có thấy họ đâu. Để mọi người đợi em tí nha, để em tìm cái bạn Xiaomi mi đã nha. Ok, không thấy bạn Xiaomi đông quá, đông người nhắn, đông người quá. À đây bạn Xiaomi. Thôi ma ơi, nhanh thế. Xiaomi đợi tí nhá, vừa tìm thấy bạn cái mà nó lại trôi phát đi tận đâu rồi, sợ thật. Đây. Alo, đây. Đây. Đang đứng đông đông người đó đúng không? Vừa nãy là em thấy có hai người đi tới đó rồi em bình luận nhưng mà à, cái chỗ đông đông đây, chỗ đông đông đây gì? Chỗ đông đông đây gì? Không phải bên dưới chỗ đông đông á cơ, bên dưới. À, chỗ này à? Không phải bên trên mà bên dưới dòng nước, bên dưới cam của anh á, anh quay xuống bên dưới. Lên trên. Bên trên nữa. Bên trên nữa. Nữa. Rồi, anh có nhìn thấy chỗ người ta đang đứng đó không? Ồ. Chỗ người ta đang đứng đông đông người á. Chị trêu em à, làm gì có người, hay là chị nhìn thấy cái gì đây? Trời ạ. Đây không phải người đâu nha, đây là không phải người đâu nha.
đấy là cái đống bên dưới củi nữa, anh cứ quay xuống dưới đi. Vừa nãy có hai người mặc mặc đồ màu, một cái áo màu sặc trắng à, thì này chắc, với lại một cái chắc là người ta lên vừa... rồi hay là người đứng ở trên cầu này à, người đứng đúng, trên đường này không phải người ta vừa nãy lên rồi, có hai người vừa mới đi xuống đó, anh vừa mới zoom cái cam to lên đó. Thế là ở chỗ này đúng không? Không phải đâu, bên dưới nữa anh ơi, anh quay xuống sang bên trên, anh đang đứng là anh quay sang bên trên là quay lên bên trên này à? Vâng rồi, quay lên bên trên, anh cứ quay lên đi, tí này em nói zoom, anh zoom nha, quay lên lên nữa đi anh, lên nữa rồi, lên nữa, ok đúng rồi, anh zoom ngay góc chéo, anh zoom to lên giùm em với, bên trên cam nha, zoom to lên một chút xíu nữa. Hết cỡ rồi chị ơi. Hết cỡ rồi ạ? Vâng ạ. Rồi anh quay lên trên một xíu nữa, em chỉ anh cái chỗ vừa em nhìn thấy không? Vâng. Cái chỗ này vừa nãy có một vài người đi xuống đúng không? Vâng, có mấy người đi xuống chỗ này. Đúng rồi, anh nói họ đi chết xuống chỗ đó một chút xíu nữa thôi, đi khoảng chừng 3 bước chân nữa. Tại vì nãy em có thấy cái dòng khí nó chạy ngược lên trên á, mà em bình luận nó bị trôi hết. Thì em không biết là hên xui thôi, không biết có duyên không, thì em chỉ thấy như vậy thôi. Rồi, vâng, rồi, anh nói họ tìm chỗ đấy rồi. Thì xem có duyên thì tìm được thế họ à? Ở chỗ đấy thì có một gia đình bị vùi lấp ở chỗ đấy, nhưng không biết là người còn ở đấy hay không. Nhưng mà chỗ đấy là có một gia đình nha. Nhưng mà có tìm được ở chỗ đấy chưa? Tìm họ hôm trước có tìm một lúc rồi, nhưng hôm nay lại phải đưa máy lên trên kia tìm tiếp. Chỗ đấy thì hiện tại đang có thầy đang cúng này, mọi người nhìn này. Đấy, thầy ở chỗ gốc cây ấy. Đó, đúng rồi, đi thẳng, chỗ đó đi thẳng, nói các thầy đi thẳng xuống. Mà đấy, chỗ thầy, đấy mấy người bảo không đen. Không phải đấy. Chỗ thầy đang đứng đâu, cái chỗ dòng, anh có thấy cái dòng nước suối không? Đứng ở bên cạnh dòng nước suối khoảng chừng lùi về sau một bước chân thôi. Đó, em bây giờ vẫn còn đang nhìn thấy cái dòng khí nó bay lên kìa. À thế ạ, vâng rồi, ok chị nhá, thế để em xem, em bảo mọi người, tại vì cái chỗ đống đống này nhá, chỗ đống đống này là nó có một ngôi nhà ba người là bị mất ở đấy đấy. Chỗ đống đấy ạ? Không phải vâng. Ở chỗ đống đấy đâu, trách xuống chỗ đống đấy khá xa đấy. Vâng ạ. Anh cứ thử xem đi, tại vì em có vô tình vâng nhìn thấy rồi chứ. Ông nào kêu thầy online đi, tào lao à, người ta đâu có làm thầy đâu. Ok. Rồi thế để tí em ấy nhá. Rồi cảm ơn chị. Anh thử hỏi, bởi vì tự hên xui xem biết đâu có duyên thì gặp được họ, tìm được họ. Dạ dạ ok. Dạ vâng. Tí nữa. Vâng, cảm ơn chị. Thế chị xuống để ấy vâng, nhá. Vâng, anh cho em xuống đi. Vâng vâng. Chị tự xuống đi ạ, chị tự thoát ra đi chứ em không kích chị ra được. Rồi từ em qua. Rồi cảm ơn chị Xiaomi. Tí nữa thì em sẽ nhờ mọi người thôi chứ à, con chó đứng giữa đường đây tanh quá, càng ngày ngửi mùi lại càng tanh, sợ thật đi. Đây các thầy đang xuống để làm lễ chỗ đấy, đây chỗ bên trên đây, đấy mọi người nhìn thấy không, hôm đây là chỗ thầy mo thầy xuống đấy. Hôm nay lắm thầy mo lắm, người dân trên này người ta tin vào thầy mo ấy, người ta đưa các thầy mo ở các nơi khác để về đây đông lắm, chứ còn các thầy ở nơi khác đến đây thì lại không đông đâu, người ta không theo đâu. Đâm ra là kiểu như cái này nó là tâm linh ấy, nó, người ta tin vào ai rồi thì người ta tin vô điều kiện. Đâm ra là dù các thầy ở dưới xuôi có giỏi nha, lên đây chưa chắc là người ta đã tin. Đó. Ồ. Mọi người ơi, mọi người, tự nhiên em thấy em bị mất hết các cái bình luận mọi người chứ. Chú thấy có con chó ở suối, vâng, có con chó ở suối, nó vừa chạy lên rồi chú ơi. Đi xuống xem đi anh, chỗ bà kia, đi lên đấy nó bị mất sóng, khổ lắm. Vâng, đúng rồi, thằng phong tục ấy. Em thấy có chó chạy, vâng, nói chung là ở trên này thì chó, những cái nhà còn lại, cái đây là con chó đây này. Đây là con chó đây này. Đây là con chó đây này. Đó, 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 con chó đây. Nhìn kỹ ở giữa màn hình luôn đây. Đây này, đó, đó. Đó, chó đây. Chứ không phải là chó ma đâu nhá. Chó thật đấy. Chó đây là chó thật đấy nhá. Có mùi, mùi lắm, hôm nay bắt đầu có mùi rồi, hôm nay mùi lắm, mùi ở nước này tanh nồng lắm. Chứ mọi ngày trước thì nó không có mùi đâu, nhưng hôm nay có mùi nhá. Nó đi tìm chủ à? Ồ, anh có thể tả cho em nghe về gia đình đó được không? Cái gia đình mà chỗ đây á, gia đình này, nhà này có điều kiện lắm. Nhà người ta làm về ấy nhá, làm về vận tải, có một cái máy xúc, có ô tô, có máy nghiền, có máy nghiền đá ấy. Đây là cái máy xúc người ta này.
Máy xúc bị chôn dưới đấy đây này, mọi người nhìn nhìn cái máy xúc ở giữa màn hình không? Đấy, cái tay cầu, tay cầm máy xúc này, nhà này có máy xúc này. Có các thứ. Nhà họ giàu lắm, ô tô, xe xiếc các thứ, có điều kiện. Thế nhưng mà vùi lấp hết rồi. Còn lại được 2 người. Nhà có 5 người thì vùi mất 3, còn 5 người. À còn có có 5 người vùi mất 3 lại còn 5 người. Còn 2 người. Ô sao bị mất hết bình luận của mọi người thế này nhỉ? Alo alo. Mà xong đấy có phải vuốt ngang sang để xót xa quá. Vâng. Đây là làng Nủ nhá. Đến những chỗ đó em đừng có kêu mùi, càng kêu nó càng nặng mùi. À nhưng mà ngồi lâu ấy, ngồi lâu nó không kêu không nổi ấy. Nó khó chịu dã man luôn. Ô, mọi người làm thế nào để tìm lấy lại được cái bình luận nhỉ? Tự nhiên em bị mất bình luận này. Em chả biết em bấm vào đâu mà mất bình luận rồi. Quên là lại thoát ra. Hôm anh hôm live vì có nhiều mắt xem quá. Đó là để chứng minh là cũng anh em ta tất cả đều cùng hóng như nhau mà. Bị ẩn comment. Vâng, anh cứ like từ giờ tới trưa nhà thôi. Mình like một lúc thôi, chân mình đau tí nữa mình khả năng phải đi tiêm. Xong thì mọi người thích thì lát một lúc khác mình like. Chứ bây giờ mọi người ở đây thì cũng không được like hết rồi. À không phải là không được like mà mọi người bị mất sóng hết rồi. Có mỗi mình có tí sóng thôi. Mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người ấy. Nhưng mà một mình cũng sợ. Mà mình ở đây một mình cũng chán ấy. Cái bạn mà đi, mấy anh em đi cùng mình đều mất sóng không like được ấy. Thì người ta sẽ phải về thôi. Nhưng người ta ở đây làm gì? Nhưng ở đây một mình chán lắm. Nhưng nhà kia có ai ở không anh? Những cái nhà này có người ở nha. Những nhà này có người ở hết nha. Bây giờ hiện tại là vì là khu tái định cư vẫn chưa xong ấy. Đây, những cái nhà này là hiện tại là người dân lại về ở lại rồi. Khi nào mà tái định cư 30 mấy ngôi nhà của nhà nước đầu tư cho người dân ấy xong ấy thì là người dân sẽ phải chuyển ra hết ra ngoài đấy. Trong này chỉ là kiểu như trang trại thôi, vào đây để chăn nuôi và canh tác để cho cái tài nguyên nó khỏi lãng phí thôi. Bây giờ cái khu này nó đất nó sụt lún về đây ấy, nó cũng bồi cho những cái đất bùn về đây khoảng mấy chục hecta cơ. Thì bây giờ mà bỏ thì cũng không được, nó là lãng phí tài nguyên. Thì người dân chắc là sau này sẽ được nhà nước cấp cho cái quyền để canh tác trên cái đất phù sa này ấy, cho khỏi lãng phí ấy. Cái người nhập vào không ăn thua đâu, không tìm thấy gì đâu nhá. Ở đây thì ngày nào cũng có người nhập. Ngày hôm nào mà gọi là hôm nào yếu kém lắm thì phải có khoảng 2-3 người nhập. Có những hôm nào mà trúng mánh thì chắc là phải 10 người nhập. Đâm ra là người nhập thì cũng không ăn thua đâu. Canh tác bố ai dòng canh tác á, ui giời ơi, người chết thì chết rồi. Có những nơi mà ví dụ như chiến tranh ngày xưa ấy, còn cả một trung đoàn nằm xuống ngay chỗ đó và bây giờ người dân vẫn phải canh tác chứ, làm sao bỏ được. Với lại cũng nhiều nơi mà, nhiều nơi có nhiều sinh mạng chết mà, nhưng người ta vẫn phải để ấy chứ. Đây là tài nguyên mà làm sao lãng phí được. Nhà nước sau này người ta vẫn, nhà nước vẫn phải phân bổ cho người dân làm, tránh lãng phí tài nguyên chứ. Kiếm ăn được không bạn? Được nha, TV nha, TV nha. Nói chung là kiếm ăn tốt lắm. Nếu bạn muốn kiếm ăn thì bạn lên đây cùng mình. Lên đây hai đứa mình cùng đi kiếm ăn nha. Cảm ơn TV. Vingroup không phải tài trợ khu tái định cư đâu. Vingroup là tài trợ những cái nhà tạm. Nó khoảng mất vài tỷ nhưng mà hiện tại là chưa xong và người dân cũng không ở đấy đâu. Người dân người ta ở nhà người ta. Người dân người ta ở nhà người ta xong người ta đợi khu tái định cư thôi chứ người ta không đi, chưa ra chỗ Vingroup đâu. Chỗ Vingroup mới xong được 1-2 ngôi nhà thôi. Biết là bác Vượng bác rất tốt đấy nhưng mà hiện tại là vẫn chưa xong. Chắc là một vài ngày tới ấy, tới nhà. À đây này anh Thới, đây anh Thới lại về này. Đây Thới đây, Thới áo trắng này. Đó, bảo ra đám ma nhưng mà lại thấy lại về đây rồi. Thới đấy, Thới mấy anh áo xanh áo trắng, ba anh em đang đứng đấy. Đấy Thới đấy nhá. Lúc nãy gạ Thới là chơi TikTok không thì mình lập kênh cho, nhưng Thới bảo không, Thới chưa lập. Khi nào Thới cần thì rồi Thới sẽ nhờ. Đó, nếu mà Thới mà lập kênh TikTok mình nghĩ là mình chỉ cần đưa lên đây 1-2 hôm thôi. Chắc là anh cũng nhiều người follow lắm đấy, mà nhiều người ấy lắm.
tưởng Malaysia chứ. Không biết gì đúng nha. Hôm nay tập tiền, hôm nay chưa đâu. Anh ơi, em muốn nói chuyện về mẹ cháu Phúc ạ. Mẹ cháu Phúc thì bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Thì em biết nói thế nào được. Bây giờ thì cũng không thể nào mà kể về đời tư của mẹ cháu Phúc ngày xưa như nào, lúc còn sống như nào, tại vì mình không biết. Những cái gì mình không biết thì mình không được nói. Mà kể cả mình biết mà nó không thật sự là chắc chắn 100% ấy, thì nó vẫn không phải là sự thật mà. Nửa cái bánh mì là cái bánh mì, nhưng mà nửa sự thật không phải sự thật. Mà không biết thì không được nói. Với mình, quan điểm của mình là thế. Bây giờ mình không dám nói đâu nha. Cái gì mình biết mình dám nói. Như đặt điều về người khác là xấu. Bạn thông cảm giúp mình. Để em nói điều em thấy á. Vâng thì bạn Huyền Phạm cứ nói đi. Mình lắng nghe mà. À cái chỗ chị Xiểu My á. Được rồi, tí nữa mình sẽ nhờ người ta nói với để đi tìm chỗ đó nhá. Các bạn yên tâm. Sáng nay chưa tìm được ai đâu ạ. Máy xúc thì hôm nay vẫn làm nhá. Nói về nơi em thấy chứ không phải là bình luận về đó. À ôi, nói chung là bây giờ thì những cái đấy mình cũng không biết đâu. Trên này nó nhiều cái tâm linh lắm. Ví dụ như con anh Thới ấy, là cũng có ngủ mê thật. Tại vì là nếu mà một vài người nói thì mình có thể không tin. Nhưng mà trên này người dân đều khẳng định là con anh Thới báo mộng nhá. Đâm ra là trên này thì nó cũng nhiều cái để mà nói là cũng khó, giải thích cho khó lắm. Có đào chỗ vong chỉ không? Không, không đào đâu. Ai đi đào được đâu. Bây giờ ấy, thật ra thì rất là biết ơn là các những cái chị có căn có quả. Nhưng mà mong rằng là chị khi mà mọi người ấy, lên đây thì bây giờ là sức người, sức máy nó có hạn thôi. Đâm ra là mọi người lên đây thì lúc nhập ấy thì chỉ mọi người xong đánh dấu vào, xong hết nhập thì cầm cuốc ra đào luôn. Nhưng cái đấy nó thực tế hơn, chứ bây giờ thì có ai đào đâu. Đấy, chị nhập xong, chị chỉ xong, chị đi về thì có ai đào đâu. Đâm ra như thế là nó cũng không, kể cả có chỉ 10 lần thì nó vẫn chỉ như thế thôi. Mong rằng là chỉ xong thì cầm cuốc đào luôn nhá. Máy còn mua vẫn múc ạ. Máy vẫn đang làm nhá, mọi người yên tâm là máy anh, cái anh chủ anh tốt lắm. Anh bảo là nếu mà người dân, kể cả là hết những ngày hỗ trợ mà người dân vẫn muốn là đào tiếp thì vẫn để máy ở đây đào cho người dân đến khi nào mà tìm thấy hết thì thôi. Đấy là lời của anh ấy nhá. Lời của anh là quản lý của công ty xây dựng đấy. Đâm ra là mọi người sau này có gì ấy hãy ủng hộ công ty của anh ấy nhá. Bị chỗ ông qua sủi bọt này, mình bây giờ không vào trong, đấy nó không có sóng. Anh mời chị Huyền đi. Chị Huyền đâu nhỉ? Huyền nào nhỉ? Bây giờ mình còn không, đâu chị Huyền nào? Bây giờ mình còn không có bình luận ấy. Bây giờ muốn có bình luận thì khéo lại phải xuống like thì ấy bị ẩn mất bình luận rồi. Đang mình vuốt ngang màn hình ra thì mới có bình luận đây này. Bộ đội thì về hết rồi. Hôm qua có tìm, hôm qua không tìm được ai. Ba nhà ngoại cảm cùng chỉ một chỗ thì mới dám tin. Vâng, nói chung là bây giờ một nhà ngoại cảm lên, xong rồi chỉ chỗ này, xong rồi người ta phát live stream mới lại phát video ấy. Lúc sau nhà ngoại cảm kia lên lại nhìn vào video đấy chỉ thì có gì chả trùng. Nhưng mà mong rằng ba nhà ngoại cảm, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại thì cầm cuốc ra đào luôn. Đấy, thì ba thầy kiểu gì cũng sẽ may mắn thì sẽ tìm được, đúng không nào? Chứ là đợi máy mới đợi người dân đi tìm những cái chỗ mà các nhà ngoại cảm chỉ là không có đâu nhá. Chị Huyền gửi yêu cầu à? Đây, em ra xem nào. Mọi người ơi, cho chị Huyền đi lên một tí nhá. Đâu, chị Huyền đâu? Huyền Phạm đây à? Chấp nhận nào. Alo. Alo, anh ơi, anh em nói không ạ? Vâng, em có nghe nhá. Em chào tất cả mọi người ạ. Thật sự nói anh là em không có câu like bất kỳ cái gì cả. Thế nhưng mà em hỏi một chút ạ. Cái lôi dòng chảy từ cách bản Năng Lổ cách quay về tầm 700 mét ấy, nó chảy về, nó là thượng nguồn chảy ra các nhánh sông ấy. Vâng ạ. Nó chỉ chảy, có nghĩa là tất từ Năng Lổ chảy xuống là có nghĩa tất cả các dòng chảy sẽ chảy về một đầu thượng nguồn là phân ra các nhánh sông chỗ sông ấy. Chỗ anh có không ạ? Có nghĩa là cái dòng chảy này nó là một cái suối, nó dài khoảng tầm 20 cây số. Cái dòng chảy đấy là một cái suối mòn rồi, suối bò mòn rồi anh ạ. Nó chảy, nó cái dòng suối nó nhỏ chảy 20 cây số thì nó mới ra đến cái sông lớn. Đó. Em biết. Cách Nàng Nủ 700 mét, sâu 10 tấc, tính ra về âm nó rơi vào tầm khoảng 17, trên dưới 17 và đến 20 mét. Và nằm này là nằm nghiêng hơi úp và sắp tới là có mưa vậy. Và cái người này với cái chị này thật sự luôn là từ đầu giờ đến Nàng Nủ giờ em chưa bao giờ em theo dõi cái vấn đề, em chưa bao giờ em để tâm đến cái chị này. Nhưng mà hôm nay ở bên kinh trình hội
Vâng ạ. Em bây giờ thực sự luôn là em không phải là thầy mà em không phải nhà mày cả, mà em nói chung là cái căn số của em thì em chỉ nói là các bạn nhà mong một cái chút nào đó là đến đối với cái cháu Phúc đấy. Thì em chỉ nói nhanh thôi, nói nhanh thôi, 700 mét vì cái này em đã từng nói với người nhà của bạn ấy rồi, nhưng mà không biết là bạn có truyền đạt hay không. Dạ, người nhà là trong dòng họ, anh em trong dòng họ, vì có một bạn nữa là cũng chưa tìm thấy, là bạn ấy, bạn Hoàng Thị Quyến này, sinh năm 1993 này, là cái vị thế của bạn ấy đang nằm là cách làng Lủ 700 mét, sâu 10 tấc, tính theo đường âm rơi vào tầm khoảng 17 đến 20 mét. Tính là sâu, cạnh bạn ấy nằm rơi vào tầm khoảng có trên 3 người trở lên, và có một người, hiện tại bây giờ có một người nam nhân là trên dưới, từ 3 trở lên, được trên dưới là tầm 40 trở xuống, là từ 3 trở lên tầm khoảng 40, và một bạn nữa là tầm nhỏ rơi vào tầm khoảng 17 tuổi trở lên, là con trai. Dạ, dạ. Là một con trai, và một người nữ nữa là trên dưới 50. Trên dưới 50 là rơi vào tầm trên dưới 50, tầm từ 40 trở lên trên dưới 50. Đấy là ba người em đang thấy là đấy, còn giải rác nữa. Và cái địa thế của cái làng Lủ ấy làm giống không khác gì như một cái kiểu dạng hình như một cái lò đấy anh ạ. Dạ dạ dạ. Một cái lò. Nó thật là anh cái này là anh hỏi người ở tại bản đấy. Dạ, người ta sẽ biết được rằng tất cả các dòng chảy đổ về sẽ chảy về một cái thượng nguồn phân ra tất cả các nhánh sông. Dạ, dạ. Vì chị này là chị chạy theo đường nước lũ, là khi chạy ra khỏi nhà cái là chị mặc trên người một cái áo cổ tròn và hơi màu hơi xám xám. Cổ tròn hơi xám, và em nói thật luôn rằng là em chỉ mong là có như là một cái chút là hy vọng ấy thôi, là đến với người nhà, chứ em không có liên quan vấn đề là mình yêu cầu hay gì cả. Em chỉ là thật sự luôn rằng là từ đầu giờ là em theo dõi bề phía làng Lủ rất là nhiều. Nói chung là thương tâm đau thương đều có, nhưng mà chưa bao giờ em lướt qua. Vâng, cái này thì em sẽ nhờ người tìm ạ. Dạ. Vâng. Thì anh có như là mình có một hướng nào thì anh chỉ cần chỉ đối với ấy. Còn cái chỗ mà anh đang đứng, anh đang nhìn thấy tất cả những người này ấy, thật sự luôn anh là từ cả vong vất vưởng mới cả những cái vong đã được đào lên rồi. Dạ, em nói thẳng luôn rằng là kể cả có đứng ở đấy sẽ bị chỉ liên thanh thiên tàn kiểu dạng, nhưng mà đó là khác với cái khu là khu có cả bộ đội đóng nữa ngày xưa. Dạ vâng. Đất này là đất bồi lên, là đất bùn mồi lên đấy nhá. Đất bùn mồi lên là dân là từ thứ xứ, từ nơi khác là đến là thành lập ra cái bản này, chứ không phải là tiền sử ở nơi này là có. À vâng vâng ạ, dạ dạ dạ. Nên okay, là em chưa được tìm hiểu đâu. Đấy là em thề bằng cái mạng sống, nói chung em dùng bằng cái gì mà em có thì thật sự luôn là chỉ mong là anh em thật sự luôn là em là từ xa em đang vướng bận con nhỏ nên em không đến được, thì mong là anh có một chút hoan hỉ. Rồi em sẽ. Dạ vâng, anh gửi đến bên mọi người xem là cái thông tin của chị thôi. Anh chỉ cần nói này thôi này, anh bảo rằng là nhà chị có một chân linh tổ cô, và bản thân của chị ấy ngang hàng với chị còn một có bé đỏ, của chị bé đỏ một con trai, chị có sao xảy ra hỏi. Mấy hai nữa là nhà chị là có người đi lính, anh cứ hỏi bác đấy, hỏi bác đấy. Và bác cũng có sao xảy, anh cứ hỏi bác này sẽ biết, vì căn bản là việc tâm linh nó rất là vô biên, nhiều người thật sự nói thật với anh là em không có phản bác đây cả, nhưng mà đứng trước mặt anh hiện tại bây giờ là không có người nào làm ở đấy nữa rồi, và người ta được lên rồi anh nhá, người ta được lên rồi, và đây chỉ là vong vất vưởng với cả những cái vong mà người nhà người ta đang chờ đó thôi. Anh ơi, em hỏi một chút này nữa ạ. Em hỏi một chút ạ. Dạ vâng, chị nói đi ạ. Em hỏi một chút ạ, vì em không hiểu được cái lễ của phía nơi chị đang ở sinh sống ấy, vì mỗi một lời tập tục thờ cúng khác nhau. Vâng. Em chỉ thấy một câu rằng như này nè, có như là cách về hướng thượng nguồn 700 mét, sâu 10 từ 3 trở lên, thì là người ta, em chỉ thấy báo rằng là cầm một con gà trống buộc dây đỏ, và vào cổ, có rượu gạo muối hay là cái lưỡi liềm gì đấy, nhưng phải một người đàn ông quăng, và tầm trên người đàn ông trong bản quăng và tầm khoảng trên 50 tuổi, và chắc tay lại chìa chín hướng, và từ 5 giờ sáng cho đến tối đa phải 5 giờ 30, và liên tục gọi tên chị ấy. Dạ vâng. Em thật sự cái này là tâm linh thì nói chung là nếu anh hoan hỉ mà anh tin được thì em chỉ cần mong một chút là anh gửi đến người nhà chị đấy, vì là căn bản là em chưa đến được cái nơi đấy, nên là em cũng không phải là vì là câu like hay cần cái gì cả, vì em liên hệ với nhà chị rất là nhiều lần rồi. Em có liên hệ với cái bạn Toàn Khôi gì sinh năm 199 Toàn Khôi 995 này, vì bạn cứ bảo ở đây rồi là có cái đúng là có cái dòng chảy như thế, nhưng mà hiện tại giờ em chưa em cũng không liên lạc được với bạn, nên là xem tình hình như nào, có nói truyền đạt hộ em không. Ok ạ. Em sẽ truyền đạt lại, nhưng mà anh ơi, bên như này nữa, cái khu mà chị làm ấy là đấy nó có một cái trạm điện. Có một trạm điện, em chỉ nhìn nó có hai cái trạm điện kiểu dạng như hai cái trạm điện, có nghĩa là hai cái kiểu dạng như là cái lôi mà có rất là nhiều cái để được công tắc nóng mà loan san sát nhau, là hai cái kiểu dạng như hai cái bốt ấy, sát màu trắng trắng ấy. Rồi em hiểu chị Huyền Phạm ơi, em xin phép này nhá. Em trên trang của em ấy nó có số điện thoại của em, tí nữa chị nhắn cho em giúp một cái tin là như thế nào, chị thấy như thế nào chị nhắn tin vào đấy, xong thì em sẽ cầm cái tin đấy anh đi. Ơi, anh ơi, anh nếu mà có nói với người nhà đi, vì sắp tới là mưa tiếp rồi anh ơi. Sắp tới bây giờ chị nói như này thì em cũng không nhớ được hết đấy.
chị dạ, vâng có ạ. Thể nhắn tin giúp em nhé. Dạ vâng vâng vâng. Dạ, và em cảm ơn chị. Dạ vâng ạ, vâng em chào anh. Vâng vâng. À, rồi cảm ơn mọi người. Nói chung là thật sự là mọi người cần tìm như nào thì mọi người cứ nhắn tin cho mình vào cái số điện thoại ấy thì nó sẽ dễ hơn. Chứ bây giờ mà bây giờ mà bảo là ấy thì nó khó ấy.